Rồi dạ, đấy, còn bây giờ còn đang nào thế nào để cho chơi luôn cho đủ người. Thì bây giờ mới chia mình đã ra đi, để chơi cho đủ người. Một bộ là 40.000 cả nhà ơi. Rồi, bây giờ mấy chị em mình sẽ đi tắm thôi. Thì mọi bà cô chú ơi, tụi chị mọi người đi tắm. Đầu tiên mình chơi này trước ha. Rồi, ra luôn rồi, ok. Áo xanh là đội của mình nha cả nhà. Rồi mấy bé ơi, cái dân đường cắt được là bơi qua một bên. Rồi áo phao. Rồi con trai mặc áo phao nên không có cởi ra nghe con. Rồi xin mời hai đội cùng nhau đứng lên. Rồi bây giờ là lưu ý là mình lắc về cái nhà vô nha, chủ yếu là mình dính lộn nha nha ơi. Nó một năm dính lộn lần thôi. Mình có đội mình lên tinh mình chơi mà. Chơi có chủ đề, chơi có nắm đầu nha. Sao mà nhìn cái này chơi nhẹ nhàng quá à. Chạy á. Chuẩn bị 3, 2, 1, nhào vô. Tay kịp tay nắm đầu. Trời hay quá nè. Trời cái đội thấy đâu có tiêu rồi. Chơi với mấy chị là cô cưng ơi. Mấy chị chiến thắng rồi kìa. Hay quá chị ơi. Rồi không ai là đối thủ, không có nắm áo nè. Nắm tay, nắm chân đây nè ơi. Cái gì kỳ vậy nè. Nhào vô luôn nè, hút hàng luôn nè. Rồi bé ba ơi, lên chơi lại nè con ơi. Đợi mấy chị tập yoga kiếm tới nãy giờ nè con ơi. Đó. Rồi trời ơi, một căn hai luôn kìa. Bỏ một con mình ơi, bỏ luôn rồi. Lôi xuống lên đi chị ơi. Trời ơi, hay. Siêu sao. Siêu sao quá. Đó. Siêu sao nè. Đó, mình đâu mà mình đâu có sợ nghe. Con ấy đâu? Con em Thư đâu? Em Thư đâu? Đó ta chụp ta đi. Sàng quá, sàng lại. Trời ơi. Đó, không quên cái mặt bạn. Thôi giữ tờ một mình anh chị cam nguyên một đội luôn rồi kìa. Còn ba đứa hợp cá mồi ba cô gái. Rồi chấm bánh mì luôn nè chị ơi. Chơi luôn nè, chấm bánh mì luôn nè. Rồi phát hiện nha, mà cởi áo vào ra là cho đi lên luôn đó. Bé nào mặc áo vào thì nhớ cài qua lại. Không có được cởi áo vào ra. Trời ơi, rồi sao? Đó. Thôi gán đi chị ơi. Nè nè, gà gà, nó gớt kìa. Gán đi chị ơi. Gán quay lại, nó nghĩ dùng cách nào đó. Rồi. Trời ơi, có chống cự nhưng không đáng kể. Rồi rồi phóng rồi chị, tôi đang phóng rồi. Rồi đi ra đi con. Vô rồi, ra đi nghe đội người ta đợi mình nha. Hai, bốn, sáu, tám, mười, rồi, lỡ một bạn rồi, 11. Rồi, 2, 4, 6, 8, 9, ok. Báo bao nhiêu mình chơi lấy nhiều nha. Rồi. Rồi, đi đi.
này, chuẩn bị nào. Rồi xuống đi. Quay cho nè. Đi đi, tao quay cho. Đi đâu? Quay cho mấy đứa. Quá hay lắm, tiếp tục. Tiếp tục luôn, tiếp tục luôn. Sao tại bự quá, mặt quá, luôn biết nổi không? Rồi, chịu luôn. Rồi, xuống nè, xuống. Rồi, chị ơi sao đây? Chị đầu hàng là 1, 2, 3 xuống mương nha chị ơi. Nè, vô kìa. Xuống kìa. Thank you.
đi xuống. Trời ơi. Nó nhìn cũng bò đi xuống con ơi. Con gái đâu? Tính ra miền Tây của mình có nhiều hơn của mình quá ha. Chưa kìa, màu cá đi. Đi màu cá. À, thì bây giờ là hai chị em mình sẽ đi màu cá được kiến rồi. Ê, con kè nó mạnh nó bật đi. Cái đầu mới nặng dữ luôn, đã mãi dữ luôn. Dưới nữa, bật cái lệch bãi dữ luôn, nặng dữ. Nghĩ sao mình cũng dính dữ luôn. Nghĩ sao mình có 50kg mà kia nó bật cho mình, nó bật cái là mình nó lúng dữ luôn. Bèo, bèo, bèo. 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 Vậy là đi dữ chưa? Vậy là đi dữ chưa? Mình đi tắm là mình xúc móng luôn. Nó chưa móng thiệt cả nhà ơi, mình gãy móng rồi. Chơi nhâm ngủ với chơi ơi. Có ai làm gì vậy? Đúng giờ hả? Thì tao sẽ lộn lục cái này nè. Trời ơi, này nắng quá trời luôn. Ai, nắng trời nắng. Trắng không? Chạy gần nữa coi. Trắng đi. Ôi, đứt cái đèn không? Có mượn cái bàn chải đánh ngang nha. Không ra nữa rồi. Nè. Bây giờ mấy chị em mình sẽ lên thay đồ đi về cho cả nhà. Thì clip tới đây thì hai chị em mình khép lại. Không biết cảm ơn bà cô chú anh chị các bạn đã xem hết video. Cả nhà cho mấy chị em mình xin được like, đăng ký nha. Hẹn bà cô chú anh chị các bạn đến xem nha.